Ta đến với bài toán thứ ba là một bài toán về chuyển động. Các em hãy đọc đề bài toán này và suy nghĩ. Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc 4 km, xuống dốc 5 km. Một người đạp xe từ A đến B hết 40 phút và đi xe từ B đến A hết 41 phút. Người ta cho là vận tốc lúc lên dốc hay là xuống dốc cả lúc đi và lúc về nó giống nhau. Có nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ sơ đồ quãng đường AB ra. Một đoạn lên dốc dài 4 km. Đoạn xuống dốc dài 5 km. Đây là A, đây là B, thầy giả sử đây là đỉnh dốc là C đi. Thì đây là 4, đây là 5. Thì di chuyển từ A đến B, tức là di chuyển theo hướng như thế này. Hết 40 phút, còn đi ngược từ B về A như thế này. Như thế này. Hết 41 phút, Ta thấy về tổng quãng đường thì như nhau đều là 9 km. Nhưng mà quãng đường từ A đến B thì quãng đường đi xuống dốc nó nhiều hơn quãng đường đi lên dốc, cho nên đi nhanh hơn quãng đường từ B về A. Vậy thì theo các em là chúng ta sẽ đặt ẩn của bài toán này như thế nào? Đương nhiên là chúng ta sẽ đặt vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc là các ẩn. Vận tốc lên dốc là x và vận tốc xuống dốc là y. Ở đây vận tốc lúc xuống dốc nó phải lớn hơn vận tốc lúc lên dốc Tức là y phải lớn hơn x Và nó phải là các số dương Bây giờ ta sẽ thiết lập các dòng bổ giữa x và y từ cái dữ kiện này Từ A đến B thì hết 40 phút Thế thì quãng đường từ A đến B nó sẽ gồm quãng đường từ A đến C rồi C đến B Từ A đến C thì thì thời gian người này di chuyển là gì? Nó là quãng đường chia cho vận tốc Quãng đường là 4 chia vận tốc là nó đi lên dốc tức là 4 trên x thời gian từ c đến b quãng đường chia vận tốc xuống dốc là 5 trên y như vậy từ a đến b nó sẽ là 4 trên x cộng 5 trên y và đề bài cho biết là thời gian này nó bằng 40 phút nhưng mà đơn vị của chúng ta ở đây là giờ cho nên ta sẽ viết là 40 trên 60 phút. Tức là 40 phần 60 giờ Tương tự như vậy thì đi từ B về A B đến C rồi C về A Hết 41 phút Thì ta sẽ lập được mối quan hệ nào giữa X và Y Ta sẽ lập được là 5 trên X cộng 4 trên Y Bằng 41 phần 60 Bởi vì đi từ B về A Thì là BC lúc này nó lại là lên dốc Lên dốc với vận tốc là x thì là 5 trên x xuống dốc vận tốc là y là 4 trên y như vậy từ hai phương trình này ta sẽ lập được hệ phương trình như thế này và giải hệ này các em đã biết rồi ta sẽ đặt u bằng 1 trên x v bằng 1 trên y ta sẽ tìm được x bằng 12 và y bằng 15 ở đây thì giải vắn tắt như thế này thôi trong bài kiểm tra hay là bài thi thì các em hãy giải chi tiết ra nhé đặt u bằng 1 trên x v bằng 1 trên y và ta tìm uv sau đó ta suy ra x và y x và y này nó đã thỏa mãn điều kiện y lớn x lớn không rồi cho nên ta có vận tốc lên dốc là 12 km trên giờ vận tốc xuống dốc là 15 km trên giờ tiếp theo cũng là một bài toán chuyển động các em hãy đọc đề bài toán này và suy nghĩ Chúng ta có thể thấy đây là một bài toán tương đối phức tạp. Nếu như không có phương pháp là đưa bài toán này về lập hệ phương trình và giải hệ phương trình thì chúng ta khó mà có thể giải được bài toán này. Thì cách làm bài toán này là ta sẽ phân tích từng dữ kiện của bài toán để chúng ta tìm xem là ta đặt ẩn nào hợp lý nhất và ta sẽ chuyển các dữ kiện của bài toán về các ràng buộc của các ẩn mà ta đã đặt. Bây giờ ta cùng đọc đề. Lúc 7 giờ An khởi hành từ A đến B để gặp Bích lúc 9 giờ 30. Đây, thầy là vẽ sơ đồ đây. 7 giờ A đi từ A định đến B để gặp Bích. Nhưng mà đến 9 giờ thì An được biết Bích bắt đầu đi từ B đến C. Không nằm ở trên quãng đường AB. Với vận tốc bằng 3,25 lần vận tốc của An. À như vậy là Bích đã có ý định là muốn cho An leo cây bằng cách là Bích không chờ An mà Bích lại đi đến điểm C. Lại không nằm ở trên AB. Nhưng mà An không biết bằng cách nào An lại biết được là Bích lại đi đến C. Cho nên An đã tăng tốc thêm 1 km/h. Thì An lại tăng tốc thêm là 1 km/h. An tiếp tục di chuyển từ thời điểm 9 giờ, An di chuyển như thế nào? An đi đến B rồi An đi đến C. Nhưng mà với quãng đường chỉ bằng 1 phần 3 quãng đường mà Bích đi từ B đến C. Tức là Bích sẽ đi theo con đường màu tím thật hình dấu ở đây. Bích đi đường vòng, An đi đường tắt. Và do đó An và Bích đến điểm C cùng một lúc. Nếu Bích mà cũng đi đường tắt như An, thì Bích sẽ đến trước An 2 giờ. Tính vận tốc ban đầu của An lúc chưa tăng thêm một km trên giờ. Thì đầu tiên, thầy cứ đặt là vận tốc của An là x đi. Ta sẽ xem là các thông số còn lại nó có liên hệ gì với x. 7 giờ An khởi hành từ A để đến, đến lúc 9 giờ 30. Tức là An đã biết được quãng đường AB dài bao nhiêu km rồi. Và An di chuyển với tốc độ là x km giờ. An di chuyển trong bao lâu thì gặp x. An di chuyển trong 9 giờ 30 trừ đi 7 giờ là An di chuyển trong 2,5 giờ thì gặp x. Tức là gì? Tức là quãng đường AB nó sẽ dài bao nhiêu? Theo x. Nó sẽ dài 2,5 x km Đây là con đường AB Nhưng mà An di chuyển được bao lâu thì Bích bắt đầu di chuyển An di chuyển đến 9 giờ tức là An di chuyển 2, 2 giờ Thầy giả trừ Chúng ta giả sử như là An di chuyển đến điểm M Tức là An đã di chuyển 2 giờ Thầy là 9 giờ An di chuyển đến điểm M thì lúc này Bích bắt đầu di chuyển từ B đến C Vậy thì các em hãy tính cho thầy quãng đường AM Và từ đó tính được quãng đường MB Quãng đường AM Ta thấy ngay nó là gì? 2 Nhân x, x Từ đó thì ta suy ra là quãng đường MB Nó bằng AB trừ đi AM Tức là nó bằng 0,5X đó, các em có thể thấy thầy đang thiết lập các mối quan hệ giữa các thông số đề bài cho với x. Bây giờ, tiếp theo là gì? An bắt đầu di chuyển từ m, thì bích bắt đầu di chuyển từ b đến c. Và bích di chuyển với tốc độ bằng 3,25 lần an. À, như vậy, tốc độ của bích sẽ bằng 3,25 lần nhân với x bằng 3,25x và vận tốc mà an di chuyển bắt đầu từ điểm m là bao nhiêu an tăng vận tốc thêm một km trên tức là vận tốc của an lúc sau nó sẽ là x cộng 1 km trên giờ an bắt đầu di chuyển từ m đến b rồi đến c bích bắt đầu di chuyển từ b đến c theo quãng đường dài hơn của an gấp 3 lần và hai người đến c cùng lúc thì ta sẽ biến dữ kiện này thành ràng buộc với x như thế nào ta cần phải tính thời gian mà An đi từ M đến C và thời gian mà Bích đi từ B đến C và cho hai thời gian này bằng nhau. Thế thì thời gian mà Bích đi từ B đến C là bao nhiêu? Nó chính là BC chia cho vận tốc của Bích là 3,25x. Thời gian mà An đi từ M đến C là bao nhiêu? An đi theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đi từ M đến B. Thì quãng đường thì thời gian nó sẽ là MB chia cho vận tốc của An là x 1. Và cộng với quãng đường BC chia cho vận tốc là x 1. Các em chú ý là quãng đường của Bích và An đi từ B đến C khác nhau. Quãng đường của Bích di chuyển gấp 3 lần quãng đường của An Thì thầy sẽ viết là 3 lần BC ở đây Tức là BC ở đây thầy biểu diễn cho là quãng đường tắt mà An đi từ B đến C Như vậy thầy sẽ đặt BC ở đây là Y Thì thầy sẽ có là Thời gian mà Bích di chuyển là 3Y trên 3,25X Còn thời gian mà An di chuyển nó sẽ là MB là gì? MB là 0,5X cộng với bc ở đây là gì bc ở đây thầy biểu diễn nó là y hai con số này nó phải bằng nhau như vậy ta đã thiết lập được một phương trình giữa x và y chúng ta cần một phương trình nữa để giải được hệ phương trình thì ta sẽ quan sát dữ kiện cuối cùng của bài toán nếu bích cũng đi theo đường tắt như an thì bích đến trước an 2 giờ nếu bích cũng đi đường tắt tức là gì Tức là thời gian mà Bích di chuyển sẽ là gì? Ở đây không phải là 3i nữa mà nó phải là i trên 3,25x. Đến trước an 2 giờ, tức là con số này nó sẽ nhỏ hơn thời gian mà an di chuyển là 2 giờ. Mà con số này nó lại bằng con số này. Cho nên là ta sẽ có là nó bằng 3i trên 3,25x trừ đi 2. Đó, như vậy ta đã được hai phương trình với x và y. Thoạt nhìn thì ta có thể thấy là hai phương trình nó khá là phức tạp. Nhưng mà các em hãy quan sát phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai ta thấy là có biểu thức nó giống nhau ở cả hai vế. Nó chính là y trên 3,25x. Thế thì bây giờ thầy chuyển vế thì thầy sẽ được là gì? 3y trên 3,25x trừ đi y trên 3,25x thì thầy được ngay là 2y trên 3,25x. Và nó bằng âm 2 thì chuyển sang bên này bằng 2. Như vậy y trên 3,25x bằng 1. Ta sẽ thiết lập được mối quan hệ là y bằng 3,25x. Từ đó thì ta thay vào dòng buộc này. Ta sẽ tính được x và y. Các em hãy tính tiếp cho thầy giá trị của x và y nhá Ta tính được giá trị của x sẽ bằng 4. Như vậy, an di chuyển với vận tốc ban đầu là 4 km /h. Không biết là có việc gì mà bạn An lại phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ chỉ để các bạn biết như thế này.